quý vị. Trong thời gian làm hoàng đế Đại Nam và quốc trưởng quốc gia Việt Nam, vua Bảo Đại đã có rất nhiều các dinh thự nằm rải rác ở các danh thắng trên khắp cả nước. Và dinh thự tại thành phố Đà Lạt được đánh giá là một trong những dinh thự có kiến trúc đẹp và được nhiều người biết đến. Hiện nay thì dinh Bảo Đại là một trong những địa điểm tham quan của du khách. Và nơi đây là một trong những địa điểm đã đánh dấu lại sự kiện quan trọng trong lịch sử. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nơi ở của vị vua cuối cùng trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Đà Lạt không chỉ được mệnh danh là xứ sở ngàn hoa mà còn có một tên gọi khác là thành phố của những ngôi biệt thự. Vào nửa đầu thế kỷ 20, người Pháp đã chọn Đà Lạt là nơi nghỉ dưỡng và làm việc. Theo đó, những biệt thự do người Pháp xây dựng đã hình thành trên vùng đất này. Vua Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, cũng đã chọn Đà Lạt để sinh sống và làm việc. Tại đây có đến 3 dinh thự gắn với vua Bảo Đại, đó là dinh 1, dinh 2 và dinh 3. Từ lâu, nhiều người thường nhầm lẫn dinh 1, dinh 2 của vua Bảo Đại. Song trên thực tế, dinh 1 là nơi vua Bảo Đại đã dùng làm tổng hành dinh. Dinh 2 còn gọi là dinh toàn quyền hay dinh thự mùa hè của toàn quyền Đông Dương, Giang Đức Cư. Ngày nay nói đến dinh Bảo Đại tại Đà Lạt, người ta thường nghĩ đến dinh 3 hay còn gọi là biệt điện quốc trưởng. Dinh 3 là một tòa dinh thự trang nhã, gắn mình trong khung cảnh thơ mộng, cách trung tâm Đà Lạt chừng 2 km về hướng Tây Nam, thuộc phường Tư, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khoảng thời gian từ năm 49 cho đến năm 54, đó là thời gian vua Bảo Đại giữ chức quốc trưởng, tương đương như là chức tổng thống, thì vua Bảo Đại đã sử dụng dinh thự này làm nơi nghỉ ngơi và cũng là nơi làm việc chính của vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Và dinh thì gồm có một trệt, một lầu và gồm có 26 căn phòng lớn nhỏ khác nhau. Dinh Ba Bảo Đại hay còn gọi là biệt điện quốc trưởng do một kiến trúc sư người Pháp và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thiết kế. Đây là một công trình kiến trúc châu Âu cách tân, một tầng trệt, một tầng lầu có mái bằng với các hình khối cân đối nhưng không đăng đối theo một cách cứng nhắc. Tầng trệt dùng làm nơi hội họp, yến tiệc, tiếp khách ngoại quốc và quan chức chính phủ hoàng triều Vương Thổ. Tầng trệt còn có các phòng tiếp tân, văn phòng, thư viện, phòng giải trí, v.v. Tầng lầu của dinh được dùng cho sinh hoạt gia đình, gồm các phòng ngủ của vua Bảo Đại, của hoàng hậu Nam Phương, của các công chúa Phương Mai, Phương Liên, hoàng tử Bảo Thăng. Điều đáng chú ý là việc thiết kế các phòng làm việc của dinh được gắn với các tiểu cảnh, kiến trúc không gian phía trong và ngoài thông với nhau qua các lối đi và cửa sổ bằng kính khung thép, tạo nên một khung cảnh hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Một may mắn của lịch sử, dinh Ba Bảo Đại được bảo tồn gần như nguyên trạng. Du khách đến đây có thể cảm nhận một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa gần gũi, ấm cúng của một gia đình hoàng tộc. Xin chào chị ạ. Hôm nay em muốn tìm hiểu về không gian của dinh thự cũng như là những sự tích ở đây. Chị có thể giới thiệu cho em được không ạ? Ok. Lời đầu tiên kính chào bạn tham quan dinh thự của vua Đại tại Đà Lạt. Xin thưa bạn là dinh thự này được đặt trên quả đồi gọi là đồi Ái Ân á. Quả đồi này rộng 33.000 hecta đất, diện tích sử dụng cho ngôi nhà này là hơn 1.000 mét vuông và được thiết kế bảo hành 100 năm. Thì hiện nay dinh thự mình đã tồn tại được gần 88 năm rồi và chưa có một công trình nào sửa chữa. Trên kệ tủ mình nhìn thấy ở giữa thờ vị vua Gia Long, vị vua đầu tiên của triều Nguyễn. Ông trị vì năm 1802 đến năm 1819. Hai bên bức tượng đồng là vua Khải Định, cha của vua Đại. Ông là vị vua thứ 12 của triều Nguyễn. Và bức tượng lớn phía dưới chính là vua Đại năm ông 28 tuổi. Ông là vị vua thứ 13, đời cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Bốn thanh kiếm trên cao là của các cận thần thị vệ của vua Đại sử dụng mỗi lần ông thuyết triều hoặc làm những nghi lễ lớn tại dinh thự này ạ. Và trên tường bạn nhìn thấy những bức ảnh gia đình nhà vua, người mặc đồ vest chính là vua Đại chụp năm ông 40 tuổi.
ở giữa là hoàng hậu Nam Phương, người vợ chánh cung của vua, chụp năm bà 38 tuổi, và phía ngoài là Đông cung thái tử Bảo Long, con trai trưởng, chụp năm ông 19 tuổi. Mời vào căn phòng khách chính phía bên trong, xin mời mình bạn sang tham quan. Căn phòng khách chính nơi đây thì mọi vật vẫn giữ nguyên như cũ. Hiện nay vẫn còn lưu lại chiếc đàn piano của Hoàng hậu Nam Phương. Chiếc đàn này do chính tay Đức Vua mang từ Pháp về tặng cho Hoàng hậu và các cô công chúa sử dụng. Nhân sinh nhật của bà, năm bà 30 tuổi, thì đến nay cây đàn vẫn sử dụng được. Trên cao thì bạn nhìn thấy cặp sừng trâu rừng do chính tay Đức Vua săn bắn ở vùng núi Krông Pha, hiện là đèo ngoạn mục đường đi từ Đà Lạt đi Nha Trang. Và trên bệ lò sưởi bạn nhìn thấy bức ảnh truyền thần của Vua Đại. Bức ảnh này thực hiện tại Sài Gòn vào tháng 10 năm 1951, lúc này Vua Đại 38 tuổi. Xin giới thiệu cho bạn hiểu thêm đôi điều về cuộc đời của vị vua cuối cùng của triều Nguyễn cũng như triều đại phong kiến Việt Nam. Vua Đại thì ông tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, sinh năm 1913 tại Huế, là con trai duy nhất của vua Khải Định. Năm 1926, ông lên ngôi lấy niên hiệu là Bảo Đại và cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, ông thoái vị, trao ấn tín và quốc bảo lại cho chính quyền cách mạng. Và sau đó ông được Hồ Chí Minh mời ra Hà Nội làm cố vấn cái chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bấy giờ. Và khi ông ra Hà Nội làm việc khoảng chừng được 4 tháng thôi ạ, ông có thêm một phái đoàn sang bên Trùng Khánh Trung Quốc để ngoại giao. Và khi ông sang đến Trung Quốc thì ông lại không quay trở về Việt Nam. Đến năm 1949, người Pháp tái chiến Việt Nam lần thứ hai để dễ bề cai trị thì người Pháp lại đưa Đức Vua quay về Việt Nam, và ông lên dinh thự này ông giữ chức danh là quốc trưởng. Và người Pháp ở đất Tây Nguyên làm đất Hoàng Triều Cương Thổ, Vua Đại lấy Đà Lạt làm thủ phủ của ông. Đến năm 1954, khi Hiệp định Geneva ký kết, Pháp rút khỏi Việt Nam và các nước Đông Dương, thì Vua Đại ông sang Pháp sống lưu vong và không bao giờ quay trở lại Việt Nam nữa. Đến 5 giờ rưỡi sáng ngày 1 tháng 8 năm 1997, Vua Đại qua đời vì bệnh già yếu. Ông mất tại Quân Y Viện ở Paris, Pháp, và ông hưởng thọ 85 tuổi. Dinh Ba Bảo Đại cũng là nơi sinh sống với thời gian khá dài của Nam Phương Hoàng hậu cùng các công chúa và hoàng tử. Nam Phương Hoàng hậu là một người phụ nữ đặc biệt, để lại tiếng thơm muôn đời. Sắc đẹp của Nam Phương Hoàng hậu 3 lần được phong tặng danh hiệu Hoa hậu Đông Dương. Xin giới thiệu cho bạn hiểu thêm đôi điều về cuộc đời của Hoàng hậu Nam Phương. Bà là người vợ đầu tiên của Đức Vua. Hoàng hậu Nam Phương, bà tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh năm 1915, quê ở Gò Công, Tiền Giang, Nam Bộ. Thuở trẻ bà rất đẹp, được mệnh danh là người đẹp của ba nước Đông Dương và toàn miền Nam. Là con gái một đại điền chủ giàu có đất Nam Kỳ thời bấy giờ, đó là ông Nguyễn Hữu Hào, từ bé được gia đình cho sang Pháp du học. Đến năm 1932, bà tốt nghiệp tú tài toàn phần bên Pháp. Trên một chuyến tàu từ Pháp quay về Việt Nam, người Pháp đã sắp đặt cho bà được gặp mặt Vua Đại. Và hai năm sau, năm 1934, lễ kết hôn của hai người được diễn ra tại ngôi điện Kiến Trung ở Huế. Và sau một thời gian chung sống với vua, hoàng hậu có được 5 người con, 2 hoàng tử và 3 cô công chúa. Đến năm 1949 thì bà đưa các con sang Pháp sinh sống và ăn học và cũng chưa bao giờ quay trở lại Việt Nam. Không may đến ngày 16 tháng 9 năm 1963, hoàng hậu Nam Phương mắc căn bệnh ung thư, bà qua đời chỉ 49 tuổi thôi ạ. Người con trai trưởng của bà, Thái tử Bảo Long, ông sinh năm 1936 và ông đã qua đời vào ngày 28 tháng 7 năm 2007. Ông hưởng thọ 71 tuổi ạ. Và hoàng tử Úc Bảo Thăng thì ông sinh năm 1943, ông đã qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 2017. Ông hưởng thọ 74 tuổi. Ba cô công chúa Phương Dung, Phương Liên, Phương Mai, hai cô lấy chồng người Pháp, một cô lấy chồng người Ý. Có một điều cũng khá đặc biệt đối với hai người con trai của hoàng hậu là hai ông không lập gia đình, sống một cuộc sống độc thân ạ. Căn phòng bạn đang tham quan là căn phòng tiếp khách thân mật. Căn phòng này là ngày xưa Vua Đại chỉ tiếp những vị khách trong chính hoàng tộc của hoàng triều, và những người thân cận của Đức Vua được vào căn phòng này ạ.
Thì trên cao bạn nhìn thấy cặp sừng nai rừng do chính tay đức vua săn bắn ở trên đỉnh núi Lan Vi An tại Đà Lạt. Trên tường là bức tranh sơn dầu Thứ Phi Bùi Mộng Điệp, người vợ thứ hai của đức vua. Thứ Phi Bùi Mộng Điệp, bà sinh năm 1924, quê bà ở Bắc Ninh. Đây là bức chân dung của Thứ Phi năm bà được 20 tuổi ạ. Bà là hoa khôi của đất Hà Thành lúc bấy giờ. Và sau một thời gian chung sống với vua Đại, Thứ Phi có được 3 người con với ông, 2 hoàng nam và 1 hoàng nữ. Căn phòng bạn đang tham quan là căn phòng Khánh Tiết. Căn phòng này là ngày xưa vua Đại để chiêu đãi yến tiệc và họp nội các tại căn phòng này. Bên này là bức tượng vua Đại năm ông được 30 tuổi. Trên ngực áo của ông là toàn bộ những tấm huân chương Bắc Đẩu Bộ Tinh do người Pháp ban tặng cho ông. Thì cuộc đời của vua Đại đến cuối đời thì ông cũng vẫn dính đến chuyện 8 vợ và 13 người con. Thì ngoài hoàng hậu Nam Phương ra, vua Đại còn gán duyên thêm với 3 người vợ Việt, 3 người vợ Pháp, 1 người vợ Trung Quốc. Cuộc đời của vua Đại thì ông có số mạng gắn với con số 13, con số mà nhiều người phương Tây cho là không may mắn đối với họ. Vua Đại ông sinh năm 1913, lên ngôi năm 1926 lúc được 13 tuổi, sau đó ông sang Pháp du học, năm 1932 quay về Việt Nam trị vì được 13 năm. Năm 1945 ông thoái vị, ông có 13 người con và là vị vua thứ 13, đời cuối cùng của Việt Nam ạ. Đây là tấm bản đồ, một kỷ vật rất tinh xảo và quý giá còn được lưu lại tại dinh thự này ạ. Tấm bản đồ Việt Nam làm toàn bộ bằng bạc thật, do một nhóm sinh viên Việt Nam sang Pháp du học gửi tặng đức vua năm 1952, nhân sinh nhật của ông. Ở phía ngoài có một lớp mica rất dày được bao bọc bảo vệ lớp bạc phía bên trong ạ. Và trên tấm bản đồ chạm trổ ba miền Bắc Trung Nam có cả các nền kinh tế, nền văn hóa và danh lam thắng cảnh. Miền Bắc có cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, miền Trung có Đại Nội Huế, còn miền Nam thì có đền Hùng Vương, bốn chữ độc lập thống nhất. Các sinh viên đính lên bản đồ là gửi gắm cho vua Đại lúc bấy giờ hãy thống nhất đất nước ạ. Cảm ơn những chia sẻ của chị, có lẽ là bây giờ em sẽ đi tham quan thêm một chút xíu nữa về dinh thự. Những câu chuyện của gia đình vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam ngày ngày được gửi đến du khách ngay tại dinh thự này. Những dấu tích xưa cũ của gia đình hoàng tộc vẫn được lưu giữ gần như nguyên vẹn. Và giá trị của những cổ vật, kỷ vật một thời của vua Bảo Đại được lưu giữ cẩn thận, tiếp tục kể ta nghe về một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước.